Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng mình tìm hiểu về chiếc đồng hồ Zizelucuge Reverso Squadra Home Time. Zizelucuge là một trong những thương hiệu được rất nhiều người chơi đồng hồ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới ưa chuộng. Sự cầu tiến và phát triển bộ máy luôn mang đến cho khách hàng những điều mới mẻ cũng như những siêu phẩm đặc biệt. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những mẫu đồng hồ đặc biệt hiếm và có giá thành đắt đỏ như là Skychart, Tourbillon Cylindrical Cup, v.v. Những mẫu đồng hồ này luôn xứng đáng có một vị trí cực kỳ quan trọng trong tủ trưng bày của những nhà sưu tập chân chính. Bên cạnh đó cũng có một bộ sưu tập mà những người ưa thích tính đơn giản luôn ngưỡng mộ, đó chính là Reverso. Và thật trùng hợp khi mà Gia Bảo Luxury cũng đang sở hữu mẫu đồng hồ Zizelucuge Reverso Squadra Home Time được sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu. Mang trên mình kiểu dáng chữ nhật cổ điển, bốn đầu càng nối dây đã được thiết kế vát cong và cụp hẳn xuống để dễ dàng ôm lấy cổ tay người đeo hơn. Điều này khiến cho những mẫu Reverso nói chung và chiếc này nói riêng không bị quá to khi đeo lên cổ tay. Sự trau chuốt trong đường đường nét, tỉ mỉ trong lối thiết kế đã mang đến một trong những mẫu đồng hồ rất đáng được chờ đợi. Và điều đặc biệt của bộ sưu tập này cũng đến từ bộ vỏ này. Bộ vỏ của chiếc Reverso này có kích thước tổng là 35mm x 50mm và phần khung vỏ đã được tách ra làm hai phần. Phần đầu tiên bao gồm càng nối dây và tấm đáy bằng vàng. Mặt sau của tấm đáy có khắc tên thương hiệu nổi bật và các thông số như tên bộ sưu tập, mã hiệu hay là số series. Mặt trên của đáy được dập vân tròn đều nhau và tạo hiệu ứng biến đổi mỗi khi có ánh sáng lướt qua. Bên trong của phần càng nối dây là một phần vỏ. Nhà chế tác đã chế tạo một rãnh trượt nhỏ để cho phần thân chính chứa bộ máy, mặt số có thể trượt và lật mặt trên với mặt dưới. Phần thân chính này cũng được chế tác bằng vàng, bộ vỏ vàng chắc chắn có nhiệm vụ bảo vệ mặt số và bộ máy bên trong khỏi khí bụi và nước. Chiếc núm chỉnh giờ và ngày bằng ceramic, núm này có nhiệm vụ chỉnh tất cả các chức năng của chiếc đồng hồ, bao gồm có giờ, phút, giờ GMT và chức năng ngày. Với những bộ máy có module giờ GMT thì nhà sản xuất đã ghép sẵn cơ chế chỉnh lịch ngày vào cùng với kim giờ, tức là khi kim giờ quay 24 giờ thì lịch ngày sẽ nhảy, và thêm một chi tiết nhỏ nữa chính là ô chỉ báo giờ sáng tối AM, PM cũng đồng thời được tinh chỉnh luôn vào lúc này. Lật mặt có bộ máy lên trên, chúng ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng bộ máy tự động lên dây cót Caliber 977 qua lớp kính Sapphire. Bộ máy này bao gồm 234 chi tiết, 29 chân kính và được phát triển từ bộ máy gốc là Caliber 972. Với vị thế là một thương hiệu luôn nằm trong top đầu tạo ra những bộ máy chất lượng cao, Zizelucuge cũng đã cho bộ máy này trải qua 1.000 giờ kiểm nghiệm trong chính nhà máy của mình để kiểm tra được tính chính xác cũng như sự bền bỉ của bộ máy này. Mẫu đồng hồ Zizelucuge Reverso Squadra Home Time sử dụng bộ khóa gấp từ hai bên, cũng được chế tác từ vàng hồng nguyên khối 18K. Nếu để đánh giá trong những bộ khóa gấp của các thương hiệu như là Patek Philippe, Breguet, Rolex hay là Vacheron Constantin và Zizelucuge thì bộ khóa của Zizelucuge được mình đánh giá cao hơn. Độ chắc chắn, dày và chất vàng được đánh bóng đến kỹ lưỡng đã mang đến quan điểm cá nhân này. Và nếu thắc mắc thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm thử với Gia Bảo Luxury. Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới và theo dõi những video tiếp theo của Gia Bảo Luxury. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn khán giả.